Xin chào các bạn, lại là Kimberly đây. Ngày hôm nay các bạn có khỏe không? Ngày hôm nay Kimberly rất là vui vì chuẩn bị ăn bánh. Đây là bánh bánh đậu xanh nhân đậu đỏ và bánh đậu xanh nhân khoai môn. Và đây là một đặc sản của Đà Nẵng. Những bạn nào mà có ở Đà Nẵng thì chắc các bạn cũng biết cái bánh này rồi ha. Mình thì có một người thân ở Việt Nam qua và cho mình cái bánh này. Bánh này mà ăn và uống ra thì thôi ngon phải biết. Mình là một fan của đồ ngọt. Bây giờ thì mình sẽ tháo ra ăn thử. Nó có một cái vị nữa là bánh đậu xanh nhân đậu xanh. Nghe hơi lạ tai ha, bánh đậu xanh nhân đậu xanh. Mình cực kỳ thích ăn đồ ngọt luôn. Ăn bánh này, uống trà, rồi đọc sách. Mình để mình review cái bánh này trước, rồi sau đó mình sẽ review những cuốn sách này cho các bạn sau nha. Hơi khó mở. Chồng ơi, mở giúp giùm em, cái này khó mở quá. Chồng. Rồi, bây giờ thì mình nhờ chồng mình mở cái hộp kia, rồi cái hộp kia hơi khó. Mình sẽ review cái hộp này cho các bạn xem nha. Đầu tiên là mình mở ra là thơm, mùi thơm đậu xanh nồng nàn. Thơm quá. Mình á rất là thích ăn bánh Việt Nam, mặc dù ở Mỹ có rất là nhiều bánh nhưng mà quả thật là không có hợp khẩu vị. Một cái loại thì nó quá là ngọt, còn một cái loại thì nó quá là béo, quá là nhiều cheese vân vân. Mình thì ăn thì cũng lâu lâu mình cũng thích đổi đó, nhưng mà cái trong lòng mình vẫn yêu thích nhất là bánh quê hương Việt Nam. Và bây giờ thì mình sẽ thử cái bánh này nha. Cái bánh này là cái bánh đậu xanh nhân môn. Bẻ ra ha, ở ngoài là một màu vàng ươm và ở trong là một màu tím của khoai môn. Mình sang thử. Cái bánh này nó rất là thơm, ở ngoài là thơm đậu xanh, ở trong mình cảm nhận rất là rõ ràng cái hương vị của khoai môn. Một cái nữa đó là khoai môn mà ở bên Việt Nam, ở bên Mỹ thì ăn không có ngon, không có thơm được giống như là cái khoai môn ở Việt Nam. Và khi mà mình ăn khoai môn mình rất là nhớ đến mẹ của mình, tại vì mẹ của mình hay làm cái chèo khoai môn rất là ngon. Rồi nhớ tới cái chèo khoai môn thì mình lại nhớ tới là mẹ mình á có nấu một cái có làm một cái bánh nữa là bánh khoai mỡ á. Bánh khoai mỡ cũng cực kỳ ngon luôn. Và cái màu tím rất là đẹp mắt. Bạn nào mà có thời gian á thì mình ra chợ mình mua khoai mỡ về, sau đó mình bào. Mình bào nha, mình xay nó không có ngon đâu. Mình lấy cái muỗng mình cạo á. Mình cạo. Xong đó là mình trộn với bột mì. Mình nêm một chút muối, mình nêm một chút đường. Xong rồi cái mình nhào, mình nặn lên. Rồi các bạn đem đi chiên, nó sẽ phồng ra. Ăn cực kỳ ngon, cực kỳ thơm. Các bạn thử đi, thử làm bánh khoai mỡ chiên đi. Còn đây là bánh đậu xanh nhân khoai môn. Rồi kế tiếp là mình sẽ thử bánh đậu xanh nhân đậu đỏ. Mình sẽ mở ra nha. Tên tên. Bánh đậu xanh nhân đậu đỏ thì trong cái đầu của mình nó nghĩ là một nhân đậu đỏ chắc là nó đỏ chét. Nhưng mà đây là cái bánh mà người ta làm rất là tự nhiên và không có phẩm màu, hình ra đây là cái màu tự nhiên của đậu đỏ. Nó khá là giống với lại cái màu của khoai môn mà các bạn thấy không? Nó khá là giống với cái màu khoai môn. Nhưng mà cái màu khoai môn này mình thấy nó đậm hơn một chút so với lại cái màu đậu đỏ. Để mình thử nha. Công bằng mà nói, cái bánh đậu xanh mà nhân đậu đỏ nó không có ngon bằng cái bánh đậu xanh mà nhân khoai môn. Mình thấy cái nhân khoai môn á, nó cái hương vị nó đậm đà hơn.
Ok, đó là một chút review của mình về cái bánh đậu xanh hương vị Việt Nam đặc sản của Đà Nẵng. Mình rất là thích, mình đã ăn hết cái hộp bánh đậu xanh nhân đậu xanh rồi. Và hai cái hộp này thì nó cũng sẽ tan biến nhanh thôi. Kế tiếp là mình xin review cho các bạn ba cái quyển sách cũng do người bà con của mình sách qua giùm mình ha, mình mua ở Việt Nam và mình mua từ các anh chị của Học viện Kiếm Tiền Online. Đặc biệt đó là trong cái quyển sách này mình có chữ ký phiên bản đặc biệt nha, phiên bản đặc biệt chữ ký của thầy Nguyễn Thái Duy. Rất là vui, rất là vinh dự và tự hào khi mà có chữ ký của thầy trong cái quyển sách này. Và mình chỉ mới đọc vài trang đầu tiên thôi nhưng mà mình cảm thấy là rất là vui, rất là enjoy, và cái tư tưởng của mình nó thay đổi, cái suy nghĩ của mình nó dần tích cực hơn và có những cái điều mà mình cảm thấy sao mà giống mình quá vậy, hoặc là có những điều sao mà đúng quá. Thì hy vọng là các bạn có thể mỗi ngày mình đọc một chút, mỗi ngày mình biết một cái điều mới, giống như là cái câu mà chị Tammy ở bên học viện Top đi lên có chia sẻ, đó là chúng ta cần ăn mỗi ngày để nuôi cơ thể, nhưng mà não của chúng ta thì cần đọc sách mỗi ngày để não của chúng ta có thể phát triển. Thì mình nghĩ rất là hay ha, thì có rất là nhiều sách khác nhau và đây là một trong những cuốn sách mà mình recommend đến các bạn. Và mình được recommend và ngày hôm nay mình xin recommend lại ngược lại cho các bạn. Quyển kế tiếp mình chưa có đọc, thật sự là mình chưa có đọc. Đó là cái quyển mà Vượt Biển Lớn. Vượt Biển Lớn ha. Cái quyển kế tiếp là cái quyển mà Vượt Biển Lớn Cách Đi Lên của Người Khởi Nghiệp Từ Năm Xu. À, cái quyển này thì cũng là của thầy Thái Duy luôn đó, cũng rất là hay ha, mình mua từ các anh chị học viện Kiếm Tiền Online. Còn quyển này là mình được chị Diệu Thương của học viện Top Elon giới thiệu cho mình, là Phụng Sự Để Dẫn Đầu. Phụng Sự Để Dẫn Đầu chưa đọc luôn, chưa đọc luôn mà nó đi quảng cáo rồi. Nhưng mà mình tin chắc rằng với sự thành công của các anh chị, cũng giống như là với những cái tư duy, những cái sự hiểu biết của các anh chị mà các anh chị đã recommend mình những cái quyển sách này rồi, thì mình tin chắc chắn rằng đây là những quyển sách rất là hay, rất là cần thiết và bổ ích cho những các bạn trẻ nào có khao khát, có cái tư duy muốn khởi nghiệp, muốn thay đổi cái tư duy của mình ngày càng phát triển, ngày càng tích cực, thì các bạn hãy đọc, tìm mua và đọc những quyển sách này nhé. Phụng Sự Để Dẫn Đầu, Mỗi Ngày Một Chút Thôi và Vượt Biển Lớn. Thì ngày hôm nay Kimberly xin chia sẻ với các bạn một chút như vậy. Hy vọng rằng có thể đâu đó có thể đến được tai của bạn nào đang cần tìm đọc những quyển sách hay. Thì đó là những cái recommend của Kimberly. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ kế tiếp nhé. Bye bye.